Dạ thưa em, bị khoảng chừng 2 năm khi mà nói chuyện điện thoại ở phía bên tay trái chừng khoảng 5 phút thì nó làm cho chóng mặt vừa nhức đầu, khó chịu. Ok. Và ở đây em sẽ tác động lên cái vùng động mạch cảnh giữa xương hàm và cơ ức đồng trụ lên. Rồi sau khi ảnh để xong rồi thì ảnh sẽ để cái ngón cái ở chỗ động mạch cảnh và anh tìm được động mạch cảnh và anh đẩy máu lên trên đầu. Anh sẽ dùng cái năm ngón tay để trùm lên cái lỗ tai và anh bấu lại giống như ngũ trảo quyền. Và câu như đó từ 10 đến 15 cái tùy. Sau đó sẽ xoay 3 vòng. Anh kéo lỗ tai nè, đấy, bấm lỗ tai và kéo ra. Một cái. Hai cái và nâng cái lỗ tai lên, nâng cái lỗ tai lên, đút con thỏ vô trong, nâng lên. Rồi, cảm giác sao rồi? Dạ, dễ chịu, bác sĩ. À, mà nghe lỗ tai nó thông thoáng lên. Dạ. Rồi, bây giờ làm tiếp lên tay kia để coi sao. Và em nhìn lên đây, và em sẽ thấy cái cảm giác gì bây giờ? Dạ thưa bác sĩ, giờ em cảm thấy dễ chịu mà thoải mái. Mở cái tai bây giờ nghe rõ không? Dạ rõ, không nghe. Có nó ù mà nặng một bên nữa. Nè, bây giờ nó dễ chịu lắm không? Dạ phải. Rồi xin cảm ơn cho đàn phóng tay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.